đây là lần đầu tiên mà em được đến Eo Gió. Ngoài cái việc mà thấy phong cảnh rất là đẹp ở đây á, thì em có một cái điều thắc mắc là tại sao nơi đây được gọi là Eo Gió vậy? Eo Gió thì có nghĩa là eo biển hút gió, thì nó sẽ được bao bọc với các dãy núi ở sát biển hình cánh cung. À, thì ra là như vậy. Lúc sáng nay em đi á, thì em có thấy là ở đây nhìn ra cái hướng mặt trời rất là đẹp luôn. Mùa mà ngắm bình minh đẹp nhất là sau Tết đó em. Lúc này thì là trời đẹp, không có bị mưa hoặc là ảnh hưởng của gió. Dạ. Thì là chúng ta có thể ngắm được mặt trời nguyên vẹn luôn. Dạ. Vậy là hôm nay là em vào tháng 3, nên là em đến này chỉ là lúc sáng em ngắm bình minh rất là đẹp luôn. Thật sự là lần đầu tiên em có thể ngắm bình minh ở một nơi vừa rộng lớn, vừa có biển, vừa có núi như thế này. Đây có lẽ là một cái trải nghiệm khó quên của em luôn anh. Khoảnh khắc mặt trời đỏ thẫm từ từ mọc lên từ biển rồi chuyển sang đỏ rực thực sự rất kỳ diệu. Trong ánh bình minh, bầu trời và biển cả cùng khoác lên lớp áo rực rỡ màu sắc, khiến cả không gian chuyển mình sáng bừng, tràn đầy năng lượng ngày mới. Eo Gió mang hình vòng cung, được những rặng núi đá cao uốn cong ôm trọn vào lòng. Nơi đây nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ với eo biển xanh rì, bao quanh là những dãy núi đá cao nhấp nhô đẹp mắt. Men theo triền núi tại Eo Gió là cung đường đi bộ vô cùng độc đáo. Nơi đây có hàng ngàn bậc thang được dựng lên với tay vịn an toàn, đẹp mắt, nổi bật bởi màu đỏ gạch và trắng. Với một bên là núi non hùng vĩ, một bên là biển cả mênh mông. Từ trên cao nhìn xuống, Eo Gió càng hùng vĩ hơn bởi những vách núi đá cao mang hình thù lạ mắt, ôm trọn cả vùng biển có hình dạng như một phần trăng khuyết. Đi từ trên cao xuống, Kim Ngân và anh Lưu đến bãi đá san hô, nơi có những khối đá mang hình dạng vô cùng đặc biệt, làm gợi lên sự tưởng tượng và sự tò mò trong mỗi chúng tôi. Nhìn từ xa, những khối đá trông giống như một bàn tay khổng lồ đang bảo vệ vùng đất này. Có một điều đặc biệt là tiếng sóng biển ở đây cứ vỗ bờ nhẹ nhẹ. Thanh âm cứ như một nhạc khúc thiên nhiên, hiền hòa và êm dịu, đưa chúng tôi vào trạng thái thư giãn đúng nghĩa. Chỗ này là bãi đá san hô. Ở ngoài kia thì là em thấy cũng có những mỏm đá mà có rêu xanh bám vào á. Dạ. Thì cái đây thì người ta cũng hay gọi là chỗ bãi đá rêu xanh. Thì khu vực này thì là có nhiều mỏm đá, nhiều tán đá lớn á. Thì khi mà du khách xuống đây thì là chính quyền địa phương là không khuyến khích là người dân xuống đây tắm biển. Dạ. Thì sẽ gây nguy hiểm cho du khách. Hiện hữu một cách độc đáo cũng là một trong những yếu tố làm nên vẻ đẹp hoang sơ cho cảnh quan ở Eo Gió. Nếu là người yêu biển, đến đây rồi, du khách hãy thử một lần ngồi xuống những phiến đá, đưa hai chân ra trước chạm vào làn nước biển, rồi cảm nhận giọt mặn của biển đang lan tỏa dưới chân. Cảm giác mang lại sẽ thú vị và sảng khoái vô cùng. Đẹp rồi đó em. Dạ. Nhưng mà anh sẽ dẫn Ngân qua một chỗ bãi đá đẹp hơn nữa. Ờ. Có những viên đá đẹp hơn nữa. Dạ.
có khá nhiều hang động như hang Kỳ Co, hang Ba Nghé, thu hút rất nhiều chim yến đến làm tổ. Sát đó là bãi đá đẻ với những viên đá mang dáng vốt tựa như những quả trứng, với đủ các kích thước và màu sắc, tạo nên một bức tranh cổ tích thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Giới thiệu với Ngân thì là đây là bãi đá đẻ. Nhưng mà tại sao nó lại được gọi là bãi đá đẻ vậy anh? Em thấy những viên đá này như thế nào? Ồ, hay nó giống hình thù như thế nào? Nó giống như một quả trứng. Thì đó, giống như những quả trứng mà trứng gà, trứng vịt nữa. Dạ đúng rồi. Mà làm sao để có trứng gà, trứng vịt này? Vậy là bãi đá đẻ là do gà. Đúng rồi. Thì giống như cái bãi hồi nãy thì là ở đây thì chúng ta chỉ có quay phim và chụp hình thôi. Dạ. Không được mang những cái này về. Cái này thì em có thể hiểu tại sao mà không cho mang đá về rồi. Đó. Cái này thì hồi trước hết là người dân người khác đến thì có thể lấy cái đây về nhà tắm cho kỳ đất đó. Tại giá chết đồ. Đúng rồi, tại tế bào chết rồi đó. Thì đó là đây là đá cùi đó. Thì ra là đá còn có công dụng là tẩy da chết. Đúng rồi. Còn cái đó, đá thì không thể đẻ được đúng không? Dạ. Nhưng mà trước thì là những viên đá này là mỗi hình hài khác nhau, rất là thô sơ. Nhưng mà qua thời gian sóng biển tạt vào đó thì sẽ mài nhẵn viên đá. Rồi là cùng với lại thời tiết gió, mưa rồi là nó sẽ kết hợp vào. Và thời gian thì nó sẽ thành những viên đá nhẵn bóng như thế này. Rất là hình giống là hình quả trứng gà và trứng vịt đó. Dạ, hay quá ha. Giờ em mới biết được là những cái viên đá này có thể nhờ sóng và nhờ nắng mưa để mà tạo ra được những cái hình hài. Nhưng mà cũng phải mất một thời gian rất là lâu đó Ngân ạ. Dạ. Chúng ta tiếp tục đi tham quan. Dạ. Để. Gió là kiệt tác thiên nhiên của núi, đá và biển cả. Các viên đá ở bãi đá đẻ có hình dạng mượt mà, nhẵn bóng và mang màu sắc tự nhiên. Mỗi viên đá có kích thước và hình dạng khác nhau. Sự kết hợp giữa ánh sáng, bầu trời, biển và những viên đá hình tròn tạo nên sự độc đáo cho cảnh quan nơi đây. Thấy cái tảng đá phía trước không? Dạ thấy. Cái đá gọi là hòn mầm hay là gọi là đầu rồng. Đầu rồng. Vì là mỗi khung cảnh của chúng ta nhìn thấy á thì nó giống như một cái đầu rồng nhô ra biển. Thì người dân ở đây gọi là đầu rồng. Có khách du lịch nào muốn ra đó check in thì liệu có được không anh? Thì ở đây thì chính quyền không khuyến khích người, phải nói là gọi là không cho phép thôi, không cho phép ra đó check in. Tại vì nó ảnh hưởng đến độ an toàn của khách. Dạ. Thì ngày hôm nay sau khi được trải nghiệm eo gió và bãi đá đẻ, em cảm thấy rất là phấn khích, bởi vì thật sự là Việt Nam của mình còn quá là nhiều chỗ đẹp mà em chưa biết tới. Nên là sau khi mà trải nghiệm thì em cảm thấy là rất là vui, bởi vì mình đã được đặt chân đến một nơi có thể ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam và có những cái tảng đá rất là đặc biệt. Và bây giờ anh sẽ đưa Ngân đi một địa điểm trải nghiệm cũng khá là thú vị, cũng gần đây thôi. Dạ. Sau khi tham quan eo gió, mời quý vị cùng chúng tôi vi vu tới Kỳ Co, nơi được đánh giá là bãi biển đẹp nhất ở Bình Định. Theo đó, Kỳ Co, eo gió trở thành một cặp đôi hoàn hảo, là hai điểm đến hấp dẫn du khách bậc nhất khi đến với Bình Định. Giới thiệu với Ngân, đây là bãi Kỳ Co, một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Như Ngân thấy đó, bãi cát rất là trắng và mịn. Thứ hai nữa là nước rất là trong xanh. Thì mình đứng ở trên mình có thể nhìn thấy xuống ở dưới cát ở dưới luôn. Ngân có thể nhìn thấy cá bơi ở dưới luôn. Wow.
Nghe nói mà em cảm thấy rất là hào hứng, muốn là lội xuống biển liền để mà ngắm nhìn thử xem là ở dưới có cá không. Khi mà đứng ở một cái không gian hùng vĩ như thế này, hai bên đều là núi, đây là cát trắng, còn đó là biển xanh, thì mang lại cho em cái cảm giác rất là tuyệt vời. Hình như em thấy ở bãi biển Kỳ Co này, ngoài việc tắm biển ra là còn có những cái hoạt động vui chơi khác đúng không anh? Đúng rồi em. Em có thể là tham gia các hoạt động như là dù lượn, hoặc là các phao bơi, hoặc là em có thể là tham gia vào các trò chơi mạo hiểm. À, vậy thì anh có thể dẫn em đi tham quan thêm được không? Dạ, mình có thể đi tham quan thêm em nha. Dạ. Kỳ Co ba mặt được bao quanh bởi màu xanh của núi rừng, còn lại là bãi biển trải dài uốn cong hình lưỡi liềm như vần trăng khuyết. Nhìn là nước biển xanh màu ngọc bích kết hợp với những bờ cát trắng xóa mềm mịn. Những hàng dừa xanh thẳm được bao phủ bởi bầu trời xanh, điểm xuyến mây trắng nắng vàng. Kim Ngân mới hiểu vì sao nơi đây được ví là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Điều khiến Kỳ Co trở nên đặc biệt chính là ở màu nước biển. Từ ngoài khơi vào bờ, nước biển được chia thành các dải màu, chuyển dần từ xanh đậm sang xanh dương rồi đến xanh ngọc bích. Nước biển trong vắt, nhìn thấy được những đàn cá tung tăng bơi dưới biển. Kim Ngân cảm nhận được sự sống động của đại dương. Bãi biển đẹp thế này mà không hòa mình vào làn nước thì thật đáng tiếc. Bãi biển ở Kỳ Co cạn và có làn nước mát. Đến đây, du khách có thể thỏa thích, thả mình với làn nước trong xanh hay trải nghiệm đi chân trần, dạo bộ bên những rặng dừa xanh để cảm nhận hết vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này. Ngồi trên xích đu, Kim Ngân có thể nhìn ra toàn cảnh biển Kỳ Co. Khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển, nhìn từ xa trong mặt biển giống như viên ngọc bích khổng lồ, còn những hạt cát óng ánh kia như những viên kim cương nhỏ bé. Cảnh quan ngoạn mục và mê hoặc của biển Kỳ Co khiến Kim Ngân cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa trời và biển. Tại Kỳ Co, bên cạnh trải nghiệm tắm biển, du khách có thể lặn ngắm san hô, đi tàu khám phá biển, cắm trại trên bãi biển, thưởng thức hải sản, tham gia các hoạt động trò chơi được tổ chức trên bãi biển, hay đơn giản nhất là chụp ảnh để lưu giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ. Dạo từng tiếng đàn trên bãi biển Kỳ Co, Kim Ngân đầy phấn khích khi cảm nhận được sự đồng điệu giữa âm nhạc và thiên nhiên. Khi tiếng đàn vang lên, những nốt nhạc được truyền đi hòa quyện vào âm thanh của sóng và gió biển, tạo nên một giai điệu vô cùng tuyệt vời. Con đường cầu bắc ra biển, chúng tôi nhìn thấy toàn cảnh vịnh biển xanh biếc. Cảnh quan thiên nhiên lộng lẫy và không gian mở trước mắt tạo nên một cảm giác thích thú và hứng khởi. Cầu đi bộ ở Kỳ Co không chỉ là nơi lý tưởng để du khách tận hưởng không gian biển cả, mà còn là gốc sống ảo, nơi lưu giấu những khoảnh khắc đáng nhớ. Ngồi trên cầu, đón nhận luồng không khí biển và ngắm nhìn đàn cá tung tăng bơi lội sẽ là trải nghiệm khiến ai trong mỗi chúng ta cũng phải say lòng. Khi khám phá xong một vòng của bãi Kỳ Co rồi, Ngân cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy quá là tuyệt vời luôn đó anh. Lần đầu tiên mà em từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được cá bơi tung tăng ở dưới biển. Thật sự là cái bãi biển ở Kỳ Co này quá là trong và rất là xanh. Đúng là
mọi người hay ví như là mơ nước của Việt Nam là quá chính xác. À đúng rồi Ngân, cách đây 7-8 năm ăn Ngân thì là hoạt động du lịch nơi đây còn sơ khai, thì là mình đứng trên đây mình nhìn xuống rất là nhiều cá và đủ loại cá. Những năm gần đây thì hoạt động du lịch tàu thuyền ra vào liên tục nên là cá càng ngày càng dịch ra xa ngoài kia. Nhưng mà mình vẫn nhìn vẫn thấy cá, nhưng mà số lượng nó còn không còn nhiều như trước. Em thấy có một cái điều tuyệt vời đó là khi mà hoạt động du lịch trở nên nhiều hơn nhưng mà ở bãi biển Kỳ Co vẫn giữ cho mình một cái vẻ đẹp rất là sơ khai và không có bị ô nhiễm. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Nãy giờ chúng ta tham quan cũng đã nắng nóng và mệt rồi. Thì mình vào ở trong mình thưởng thức trái dừa ở tại bãi biển Kỳ Co được không? Dạ được anh. Đi thôi. Dạ. Dừa là thức uống tự nhiên, giàu dinh dưỡng và giúp làm dịu mọi cơn khát sau hành trình khám phá Kỳ Co. Từng ngụm nước dừa mát lành kết hợp thưởng thức trong cảnh quan tuyệt đẹp tại Kỳ Co càng làm chúng tôi thêm yêu nơi này.